thưa quý vị, bây giờ Tuyết Lê đang đứng ở làng Việt, ở một cái gian hàng rất là đặc biệt mà hôm qua Tuyết Lê đã thấy rồi, những cái chữ thật là đẹp, thật là tha thiết, mà hôm nay lại có dịp gặp họa sĩ anh Châu Thụy. Xin chào anh. Dạ, Châu Thụy xin trước tiên xin kính chào quý vị khán giả của đài VNA. Thì hàng năm Châu Thụy được cái vinh dự là tới đây có một cái gian hàng mình bày những cái tác phẩm về bút họa. Đây là một cái nghệ thuật mới, tuy là nó dùng mực tàu và chữ cọ lông, nhưng mà nó có từ lâu, nhưng mà bây giờ Châu Thụy đang từ từ đưa nó sống lại bằng những cái nét viết của chữ quốc ngữ. Thì như chúng ta thấy đó là trong gian hàng Châu Thụy để những cái tác phẩm nó nói về cái văn hóa Việt Nam mình. Và hàng năm thì ông đồ vẫn cứ ra đây ngồi viết chữ, viết tên và chỉ cho những ai mà có ý thích về cái bút họa này. Dạ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh. Và Tuyết Lê hôm qua khi thấy được những cái tác phẩm của anh cũng nghĩ là như vậy, là tại vì Tuyết Lê nghe cái thuật calligraphy cũng từ lâu rồi. Tuyết Lê biết là khi Tuyết Lê Trung Hoa thì có rất là nhiều người họ vẽ ở trên đường phố, và người Mỹ họ cũng có cái art và calligraphy. Nhưng mà người Việt thì Tuyết Lê ít thấy lắm, tại vì Tuyết Lê thấy là viết theo kiểu chữ tàu, nhưng mà viết theo cái kiểu mà riêng biệt của anh thì rất là hiếm. Và xin cảm ơn anh đã làm sống dậy một cái truyền thống này cho người Việt Nam. Dạ, cảm ơn. Thì cũng như Châu Thụy vừa giải thích thì đây cũng là một cách mà để chúng ta tiếp tục duy trì cái văn hóa Việt Nam mình ở hải ngoại. Tại vì chúng ta rất vui mừng khi thấy tất cả các em bé hiện tại đang đi học tiếng Việt và nói tiếng Việt. Thì cái nghệ thuật bút họa này cũng là một trong những cái đóng góp vào trong cái sự duy trì cái văn hóa của Việt Nam ở hải ngoại. Thế ra một lần nữa, Châu Thụy xin rất cảm ơn đài đã có thời gian tới đây thăm cái bút quán Châu Thụy này. Và hy vọng là một dịp nào đó Châu Thụy vẫn có thể là có những sinh hoạt và phổ biến rộng rãi hơn trong cái về cái nghệ thuật bút họa này. Xin chúc quý vị trong đài một năm mới an khang thịnh vượng. Dạ vâng ạ, Tuyết Lê cũng rất là thưởng thức những tác phẩm của anh và các anh nói chuyện với đài, và mong là trong năm này anh sẽ được nhiều thành công hơn, nhiều may mắn hơn, và tiếp tục vẽ những cái bút họa thật là đẹp, thật là lạ lướt và thật là có ý nghĩa này. Vâng, cảm ơn chị một lần nữa, xin cảm ơn quý vị khán giả cùng đài. Và bây giờ nếu mà có dịp thì xin mời vào để thăm, hoặc là có thể nói tiếp chuyện với một vài khách ở trong cái gian hàng này. Như quý vị thấy rất là nhiều người tới đây, đó là một cái sự quý mến trong cái chữ quốc ngữ và cái nghệ thuật bút họa này. Dạ, xin một lần nữa xin cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn anh. Và thưa quý vị, như là anh Châu Thụy đã nói, ở đây có rất là nhiều người đông đủ ở đây, và nhất là Tuyết Lê rất là vui khi mà thấy những em nhỏ có thể chỉ biết đọc một chút chữ Việt thôi mà cũng đến để mà thưởng thức những cái bút họa. Và bây giờ Tuyết Lê xin nói chuyện với một vài em nhỏ ở đây. Dạ thưa quý vị, bây giờ là em nhỏ đang đứng ở gian hàng của họa sĩ Châu Thụy. Và như Tuyết Lê đã nói là ở nước Mỹ này thì có thể nhiều em cũng không biết đọc tiếng Việt nhiều, nhưng mà Tuyết Lê lại gặp được một em rất là dễ thương và nói đến duy trì văn hóa đấy, thì em này lại còn biết nói tiếng Việt nữa. Chào em. Chào chị. Em tên gì? Con tên là Bảo Hiếu. Tên Bảo Hiếu hả? Tại sao em lại đến gian hàng này? Để cho con có mấy cái tên con viết được. Viết tên của em hả? Vậy là họa sĩ Châu Thụy có viết tên của em phải không? Dạ. Chị có thể coi được không? Dạ. Như quý vị thấy ở đây, đây là tên của em Bảo Hiếu, được vẽ bởi họa sĩ Châu Thụy. Khi mà Tuyết Lê mới bước vô thì cũng thấy họa sĩ đang viết tên của em. Mà thưa quý vị, lấy bút lông, lấy mực và viết tại chỗ cho em luôn. Thật là nhanh mà thật là đẹp. And are those your brothers and sisters? Yeah. Okay. And did they get one too? Yeah. Can I see those? Thưa quý vị, các em nhỏ khác cũng có, mỗi người đều được viết một cái tên trên một tờ giấy mà họa sĩ Châu Thụy đã viết tại chỗ cho các em. Xin mời quý vị xem đây. Thật là đẹp. Nè, em Bảo Hiếu nè, em Bảo Hạnh, em Bảo Hạnh, đúng rồi, em Bảo Hòa hả? Bảo Hòa, rồi em Bảo Huân. Bảo Huân hả? Thật là dễ thương thưa quý vị. Thưa quý vị, Tuyết Lê đang đứng ở gian hàng Văn Khố Thiện Nhân Việt Nam. And Miuyen, I know that we're both born in America, and my mom herself was a boat person. She was a refugee from Vietnam, and she had to stay in a refugee camp before she came to America, and it was a really rough road. But I don't know, like, I don't really know that much about refugees and the process and what they had to go through as boat people. And I was wondering if you've ever heard of this part of Vietnamese history, and what do you know about it?
I have heard about it, but it's only what my parents have told me. They told me they went over to Bo and how like my grandparents had to go to jail. But I don't really know that much about it, but I'm glad that this booth is here to able to teach young students like me that horrible things like this happen in our culture. Yeah, exactly. Và thưa quý vị, tôi Lê vừa nói với Mỹ Uyên là tôi Lê và Mỹ Uyên đều sinh ra ở nước Mỹ này thì không biết nhiều về những thuyền nhân. Nhưng mà cả ba má của Mỹ Uyên và má của Tức Lê cũng là những thuyền nhân đã phải đi vượt biên và đã nhìn thấy rất là nhiều tử thương, rất là nhiều gian khổ để mà đến được nước Mỹ để tìm tự do. Và bây giờ thì Tức Lê đang đứng ở bên cạnh chị Mỹ Linh, người gian hàng này. Xin chào chị. Dạ vâng, xin chào hai cô và xin chào quý vị thính giả của Đài TV ạ. Dạ thưa chị, Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam, tại sao chị lại dựng nên cái gian hàng này ở hội chợ Tết? Dạ thưa chị, thực sự thì Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam đã được thành lập từ năm 2004. Và Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam, cái mục đích của Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam đó là để lưu trữ lại những cái hình ảnh, những cái di tích còn để lại ở các trại tị nạn, để mà cho các thế hệ mai sau đã biết được đó là bố mẹ của mình đã trải qua những cái giai đoạn nào trước khi mà đến được cái bến bờ tự do ở trên một cái đất nước tự do. Thì Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam đã lưu trữ được rất là nhiều những cái hình ảnh như quý vị thấy ở xung quanh đây, chẳng hạn như hình ảnh của đảo Bi Đông ở đảo Ga Lăng vào những cái năm 80, những cái năm 90. Quý vị sẽ thấy được những cái hình ảnh chẳng hạn như ở Bi Đông vào cái thời đó cực khổ như vậy mà người ta vẫn có những cái cối xay gạo và người ta làm bánh trung thu trên đó, hoặc là có những cái gian hàng cắt tóc ở trên đảo. Thì để cho các em, khi mà các em vô đây thì cha mẹ sẽ chỉ cho các em để mà các em biết được là dù trong cái hoàn cảnh gian nan như thế nào thì người Việt Nam của mình vẫn chống chọi lại để mà sống được ngay cả trong những cái hoàn cảnh gian khổ nhất. Và một cái mục đích rất là lớn khác của Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam á, là đó là trùng tu lại những cái nghĩa trang, những cái ngôi mộ hoang vẫn còn ở các trại tị nạn. Chẳng hạn đây là một cái, đây là một cái mộ ở bên Thái Lan. Cái mộ bên Thái Lan đây nè, cái mộ này là chưa được trùng tu. Nhưng mà trong 6 năm vừa qua đó thì Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam đã trùng tu được trên 1.000 ngôi mộ ở dọc theo bờ biển Thái Lan, là những nơi mà những cái chiếc thuyền ngày xưa đã bị chìm và bị tấp vào, sát tấp vào đó. Thì họ đó là có khoảng hơn 1.000 ngôi mộ dọc theo nước Mã Lai. Thì Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam đã trùng tu lại được những cái ngôi mộ này. Nhưng mà hiện tại đó, chẳng hạn như ở bên Indonesia đó là vẫn còn khoảng 2.000 ngôi mộ ở bên cái quần đảo mà người Việt Nam mình thường gọi là đảo Kuku đó. Thì ở đó vẫn còn 2.000 ngôi mộ vẫn chưa hề được trùng tu. Và Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam cái sự có mặt ở đây đó là mục đích là muốn, thứ nhất là để cho các em có cái cơ hội để mà nhìn lại những cái hình ảnh ngày xưa. Thứ hai đó là để xin tất cả quý vị ủng hộ tài chánh cho Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam, để Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam có thể có khả năng tài chánh mà trở về những cái hòn đảo xa xôi ngày xưa để mà trùng tu lại những cái nạn nhân, những cái người mà thiếu may mắn hơn mình, họ đã không tới được bến bờ tự do và họ vẫn còn nằm lại ở đó. Và rất cái điều là buồn là chúng ta đã định cư ở đất nước tự do này đã gần 40 năm nay rồi, nhưng mà 2.000 ngôi mộ đó vẫn không được ai chú ý tới để mà trùng tu lại hết. Thì đó là đối với Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam, đó là một cái công tác mà chúng ta không nên nhẫn tâm bỏ qua. Tại vì có những gia đình người ta chết hết cả gia đình, có những gia đình như cách đây khoảng 1-2 tháng đó thì Mỹ Linh có được nhận được một cái cú phone tuốt từ ở bên Việt Nam gọi qua. Mà sở dĩ họ gọi qua đó là tại vì họ có 11 người trong gia đình của họ đi vượt biên và không coi như mất tích, không bao giờ nhận được tin hết. Và họ liên lạc với Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam là tại vì họ muốn biết là trong những cái nghĩa trang mà Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam đi qua đó có tên gia đình họ hay không. Thật là cảm ơn chị. Cái câu chuyện chị kể thật là buồn thảm, thật là làm Tức Lê cảm động. Và thưa quý vị, dù quý vị có thể ủng hộ tài chánh được hay không thì hãy mời quý vị đến với con em để học hỏi thêm về giai đoạn lịch sử này của Việt Nam. Và Việt Nam lịch sử thì có những sự vinh quang và có những sự buồn tủi, nhưng mà các em không nên quên bất cứ một giai đoạn nào của lịch sử, vì nó mà chúng ta là một cộng đồng chặt chẽ ngày hôm nay tại Little Sài Gòn. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý khán giả của đài Việt Nam America 57.3, tôi đang đứng ở bên cạnh anh Chris Phan, một người cho quý vị đã nghe qua đang ứng cử cho City Council của Garden Grove. Tôi xin chào anh. Xin chào em và xin chào khán giả của VNA TV.
Buổi sáng nay em đã thấy anh ở diễn hành. Anh đang chào các khán giả mà rất là thân thiện. Anh đến bắt tay với mọi người và các trẻ em nữa. Mà bây giờ Tuyết Lê gặp anh buổi chiều đây hội chữ Tết, anh vẫn cười vui vẻ như vậy. What is your secret? Well, thì anh cũng phục vụ trong quân đội hơn 10 năm rồi, thành ra cũng thường thường đi ra chiến tranh ở bên Iraq và đi đường xa. Thành ra bữa nay là rất cái hân hạnh của anh. Thành ra dù cái ngày bữa nay nó hơi dài, nhưng mà anh thấy là thiệt là hân hạnh có cơ hội tới đây để phục vụ cộng đồng. Dạ vâng, cảm ơn anh và Tuyết Lê rất là vui khi được trò chuyện với anh. Và thưa anh, đi ứng cử thì nó rất là competitive, có rất là nhiều cạnh tranh. Thì không biết là đến nay thì anh cảm thấy làm sao về cái cơ hội thắng của mình? Thì cái cơ hội thắng thì là cái đó là chỉ đồng bào bác quý cô chú giúp anh, nhưng mà anh biết là anh làm tất cả cái lòng của anh, thành ra anh mong là trời Phật và cộng đồng sẽ ủng hộ anh. Dạ thưa anh, nếu mà anh thắng được cái chức City Council Garden Grove thì anh sẽ muốn là mang đến những sự thay đổi gì cho cộng đồng? Anh thấy là cái quan trọng nhất đó là hiện tại bây giờ trong thành phố Garden Grove mình có nhiều thất nghiệp em à. Mình đã 12% của dân chúng là không có cơ sở. Thành ra nếu mà được đắc cử, anh muốn giúp về cái thương mại để cho cái số thất nghiệp nó giảm xuống. Và thứ hai nữa, anh cũng muốn là để cái tiếng mạnh nói cho cộng đồng chúng mình. Tại trước sau gì là mình cũng là người Việt với nhau. Thành ra nếu mà anh được cơ hội vô trong giúp cộng đồng thì tới hồi mà cần thiết thì anh sẽ dùng cái background của anh và cái lời nói của anh để giúp cộng đồng của chúng mình. Em cũng mong là được như vậy. Và em chúc anh nhiều may mắn trong năm Nhâm Thìn này. Và để kết thúc thì không biết anh muốn gửi đến cho quý khán giả của VNA TV những lời chúc nào? Xin cảm ơn tất cả quý bác, quý cô chú và quý đồng hương đã ủng hộ Chris trong 10 năm mà Chris trong quân đội. Bây giờ hôm nay buổi Tết, Chris xin chúc tất cả an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài và mọi sự như ý. Và mong nữa là tới hồi mà Chris sẽ ứng cử tháng 11 này, tất cả sẽ ra ủng hộ cho Chris xin một cái lá phiếu để thành công. Dạ, xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn nhiều lắm. Chúc mừng năm mới Việt Nam American TV 57.